Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chúc quý ông bà và anh chị em luôn được bình an trong Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên trang điện tử Giáo phận Hà Tĩnh có đăng thông báo thư mời Thánh lễ xin ơn Thánh hóa công ăn việc làm tại Trung tâm Hành hương Giáo phận Hà Tĩnh, Đền Thánh An Tôn Đồng Xuân. Thư mời: trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng xuân Nhâm Dần 2022, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, sẽ chủ sự thánh lễ xin ơn Thánh hóa công ăn việc làm ngày thứ năm mùng 3 Tết Nhâm Dần, mùng 3 tháng 2 năm 2022 tại Trung tâm Hành hương Đền Thánh An Tôn Đồng Xuân, thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng con trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với chúng con trong ngày đầu năm mới. Linh mục quản nhiệm đã ký và đóng dấu Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu. Chương trình lễ xin ơn Thánh hóa công ăn việc làm ngày mùng 3 Tết Chúa Nhật thứ 4 thường niên, 13:30 đón tiếp, 14:45 rước nhập lễ, 15:00 thánh lễ, 16:30 tiệc mừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.